Trứng đem ngâm trong sình, vùi trong cháu nhìn trong suốt ngon lành chứ nè. Nay cậu Út thử làm trứng bắc thảo nghe. Dạo này phát Út có dấu hiệu đề kháng yếu, làm việc chút xíu là mỏi người hụt hơi nữa, nên Út cũng hay nấu món ngon tốt cho sức khỏe. Bữa nay là trứng bắc thảo để cho bác bồi bổ. Pha nước nóng với hỗn hợp dơi, muối, cho sền sệt như sữa chua rồi nhúng trứng vô, bọc bên ngoài lớp tro hoặc cháu. Làm xong mình ủ trứng trong bọc kính một tuần. Tới ngày Út đi kiểm tra thử, đập trứng cút ra thấy trứng sệt lại rồi nè. Đổ ra xề, vơi ráo thêm 2 tuần nữa là ăn ngon. Còn trứng vịt mình ủ lâu thêm chút nữa mới chín. Làm món này đợi lâu lắm mới có ăn, mà được cái khúc khui trứng là mê dữ lắm. Coi cái trứng nó trong suốt vàng ươm đá gì đâu, không hề có mùi hắc hay nồng. Còn trong lòng đỏ vẫn giữ được độ mềm dẻo. Món trứng này Út khoái nhất là ăn với cháo sườn, nên hầm một nồi xương cho ngọt nước. Phần gạo nấu Út đem xay nhuyễn để nấu cháo đặc như ngoài tiệm bán vậy đó. Món này mà mấy lúc chán cơm chuyển mùa nấu ăn là bổ dữ lắm. Bên cạnh bồi bổ bằng món ăn, Út còn bổ sung thêm sữa vana colostrum để chủ động chăm sóc sức khỏe bác từ bên trong. Cứ một ngày 2 hộp. Cái này chứa thành phần sữa non Immunel, giúp tăng đề kháng nhanh cho người lớn, còn hỗ trợ tốt cho tim mạch, tiêu hóa, cơ và xương nữa. Vô bếp Út làm tiếp mấy món nữa với trứng. Trứng cút xếp vô hộp rồi hấp với đậu nành làm tàu hũ non bọc trứng. Hấp chín mình chiên lên ăn ngon dữ lắm. Còn trứng vịt thì Út chẻ đôi, đem nướng. Món này ủ xong là ăn được luôn, mà do nhà chưa quen ăn nhiều nên Út làm nhiều món cho dễ ăn. Coi cái nào cái nấy có màu sắc đẹp ghê luôn. Nướng cho chín thì Út thêm xíu mỡ hành. Trứng hấp chiên vàng Út cắt nhỏ, phần tàu hũ trứng nó mềm thơm, ăn nóng ngon gì đâu. Giờ Út múc nồi cháo, mưa lớn này có nồi cháo sườn nóng hổi là đúng bài. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Hè mọi người tránh nóng ở đâu, Út trốn với cây thốt nốt sẵn kiếm mấy buồn về vừa ăn vừa làm bánh. Mọi người cùng đi nhốt nghe. Cái bánh này dày quá, còn hấp phải nửa tiếng mới chín. Chỗ Út đang đứng đây là thủ phủ thốt nốt. Ở đây mấy cây thốt nốt được trồng dọc cánh đồng trên mấy bờ đê như dừa vậy đó. Mấy cây này lúc nhỏ nó chậm lớn, phải cả chục năm mới bắt đầu cho trái. Mà tới có trái là buồn đầy cây luôn, mê dữ lắm. Út đi ngay buổi mấy anh đang hái trái đem bán. Để dễ leo, mỗi cây có đóng kèm một cây che gai, sẵn nhánh để leo tới đọt. Lên cây rồi mấy anh cố định buồn vào dây thừng, sau đó mới chặt thả xuống. Út không leo được, đứng dưới chụp mấy cây buồn thốt nốt thôi. Rồi đem về mấy buồn luôn, chia được thêm 2 trái thốt nốt chín để làm bánh nữa. Thốt nốt tươi gọt gà Út dặm với Milo uống cho mát. Xong phần thốt nốt, Út đi mở hộp quà của Milo. Món Milo dầm bắt nguồn từ đường phố, nên hộp quà này bê nguyên hình ảnh đường phố Việt Nam vô luôn. Trong này có ly thủy tinh, Út đem ra làm luôn. Cho Milo sữa vô dầm đều, thêm sốt Milo sánh đặc lên trên nữa. Chưa nắng làm ly này mát gì đâu. Vị cacao Milo đặc trưng, kết hợp với sữa tươi thơm ngậy, thốt nốt thì thanh mát dầm ăn ngon lắm luôn. Út khoái Milo dầm, thêm nhiều topping kiểu thập cẩm miền Nam, cứ cái nào ngon sẽ cho vô hết. Mọi người có cách ăn Milo dầm nào khác thì chia sẻ cho Út biết với nghiêng. Còn trái thốt nốt chín, Út lột vỏ đen bên ngoài. Trái chín nó có mùi thơm ngào ngạt chứ lắm. Cái mùi nó ngọt như sầu riêng vậy đó. Mới ngửi là thấy thèm luôn. Út lột sạch vỏ, tách ra rồi mài vô gỗ tre lấy thịt. Thịt trái thốt nốt có chút ngọt, có trái cũng nhẵn nhẵn, nên người ta hay cho ít vô bột, chứ nhiều bánh dễ bị đắng. Còn cái thịt nó màu vàng cam đẹp gì đâu. Út trộn với bột gạo, bột năng, cốt dừa để nghỉ một hồi đang đổ bánh kẹp. Bánh kẹp thốt nốt ngọt béo thơm, có màu vàng tự nhiên từ trái thốt nốt. Bánh này đổ nhanh, chỉ cần chở qua chở lại là lấy ra được. Út làm được một dĩa luôn. Còn bột, Út trộn tiếp với dừa khô để làm món bánh bò thốt nốt. Để làm khuôn bánh bò, Út dùng lá dừa
đan thành hình hộp rồi đổ bánh vô. Kế bên hấp bằng cái xửng để được cái bánh bò bự. Thành quả bữa nay được hai loại bánh vàng ươm, bánh dậy mùi thốt nốt, béo béo từ dừa ăn bao ngon luôn. Út cắt cái bánh bự ra, ở chồng bánh nở lên đầy rễ tre luôn. Vị ngọt béo mềm, mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Mềm quá. Mềm. Dậy quá. Thơm mùi thốt nốt. Béo. Cái bánh này dày quá, con hấp phải nửa tiếng mới chín. Đó thì dày dữ rồi. Chỉ cần chục trứng là được bữa cơm đủ món ngon. Này cũng Út làm bữa cơm tiết kiệm mà vẫn ngon nghe. Muốn rụt bữa cậu. Mấy này mưa quá, mấy cây cà chua của Út xiên xẹo rạch trơn, nên Út ra cắm lại cây cho tụi nó chắc. Nhớ hồi học sinh sinh viên, Út đóng đủ thứ món với trứng luôn. Hồi còn ở ký túc xá không được nấu ăn, Út nấu canh trứng trong mấy nồi nấu mì, rồi trứng chiên, trứng luộc. Món dễ nấu mà quen thuộc cũng là cứu tinh cho mỗi đợt cuối tháng luôn. Này cũng Út nâng cấp mấy món trứng để vừa tiết kiệm mà vẫn được ăn ngon nghe. Đầu tiên là món trứng hấp, Út trộn trứng với nước, nước tương, thêm nấm với xúc xích lên trên cho đẹp mắt rồi đem hấp. Tiếp đó là món trứng nướng, Út dùng chiếc đũa làm bể một lỗ nhỏ, lấy trứng ra để cái vỏ còn nguyên. Trộn muối, tiêu, thêm xíu bột rau câu đánh đều, rồi cho lại vô trứng để hấp. Nhớ hấp lửa liu riu thôi, để trứng nó không bị trào ra ngoài hen. Chín rồi thì mình nướng lại một lượt cho thơm. Nướng hồi nào trứng vàng khô bên ngoài là ngon lành. Một phần trứng cho Út đem luộc. Chín rồi thì cắt nhỏ, chan sốt me hoặc chan nước mắm lên trên là được món trứng mặn mặn. Cái món này giống món trứng dầm nước mắm hồi nhỏ hay ăn nè, ăn bắt cơm gì đâu luôn. Còn ít trứng Út trộn CB thịt heo xay, bọc bên ngoài, chiên lên là được chả hoa trứng. Món này ở ngoài béo, trong nấm, chấm nước mắm mà ngon dữ lắm. Tới món Út thích ăn nhất là canh cà chua trứng, vừa đẹp mắt vừa ngon lành. Để nấu món này, cắt cà chua thành múi cao, vì thơm thịt xay với cà chua, mình thêm nước vô cho vừa ăn rồi đi đánh trứng. Trứng rồi thịt bữa nay Út nấu đều từ CB Việt Nam, được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, nguồn cung ứng rõ ràng, nên mình nấu cũng yên tâm. Canh chín Út thêm vô một nắm giá, mấy ngày trời lạnh dễ ho, Út thêm giá vô ăn cho mát cổ. Vậy là được bữa ăn lũ món với trứng rồi, mấy bạn sinh viên nhớ lưu lại để cuối tháng áp dụng nghe. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với nhà Út. Trứng nướng ngon. Đi trắng lên. Ngon không? Ok. Trứng nướng ngon vậy. Ngon không hả? Ăn rồi. Không phải tét, hôm nay công thành á mày. Ngon. Ngon. Bắt hả? Muốn rụt của cậu. Út mới bắt được hai con cua bự cỡ này nè. Bữa nay cùng đi bắt cua giúp nghe. Vuông này là của anh Út, này tới vụ ảnh rủ Út xuống đặt cua. Chỗ này là thứ ba, mấy dùng nguyệt thứ nước mặn mà con chuyển sang nuôi tôm cua mấy năm nay. Được cái chúng cua là gấp mấy lần vụ lúa. Anh Lực thì bơi xuồng, Út gài con cá vô mấy cái gặp cho cua ăn. Mồi cá phi bén, đặt chừng mấy tiếng là cua bò vô. Sáng đặt, xới chiều bơi xuồng đi dở là dính quá chừng luôn. Cái rập nào cũng dính hai ba con. Ăn cua hoài mà đây là lần đầu Út mới đi bắt cua. Dở gặp ra cái nào còn mồi thì mình thả xuống lại. Gặp nào gần hết mình móc con cá mới. Đi giáp dòng ruộng thăm chừng chục cái là được quá chừng cua. Được bộn bộn anh em Út bơi về. Cặp bến anh Út cột cua lại. Cái này phải có kinh nghiệm mới cột được, chứ lơ ngơ là cua kẹp xỉu ngang luôn. Cột xong lụm vô cũng được nửa xô, đem căng cho lái. Còn ít Út đem về luộc lên được một nồi. Luộc chín lửa mấy con nhiều thịt Út lột ra đang làm chả cua. Mấy con cái thì có gạch béo dữ lắm. Bộn bộn Út trộn thịt với gạch cua vô giò sống. Niêm tiêu hành dùng cói xay nhuyễn. Coi gạch nhiều xay xong là chả cua chuyển màu cam luôn, ngon gì đâu. Út nhồi lại vô me cua, đem nướng với phô mai. Còn một mớ thì vò viên thả vô nồi nước. Đợi nước sôi cua nổi lên hết là chín rồi đó. Có gạch cua nên chả dài béo Út kết hợp với mì tôm chua cay hoàng đế để làm tô mì đầy tấp binh luôn.
Loại này có tới 5 gói gia vị, có viên tầm bự nhìn hấp dẫn lắm. Ốc khoái vị tâm chua cay hoàng đế, vị sợi mì nó dai, mùi thơm đặc trưng, topping đa dạng, kết hợp với chả cùa béo ngậy là bao ngon luôn. Ngoài vị Úc nấu, mì xuất khẩu Vi Phong còn có 5 vị: sườn heo nướng Bali, mì gà vàng, mì cà ghi gà, mì lẩu Thái với mì kim chi. Giờ Úc nướng mấy cái mai cua, làm thêm dĩa cua sốt me nữa. Xào cua với sốt cho thấm, lúc gần nhát xuống, thêm chút xíu bột năng là nước sốt sánh lại. Úc cho ra dĩa, mời mọi người cùng ăn với nhà Úc nghe. Mì này nó chua chua cay cay. Cô còn lọc qua không là mày làm trả lại. Dạ, con lọc ra cái con xay với lại giò sống. Cái này phô là gạch cua với thịt cua với phô mai ngon. Chua với lại xay cá. Bắt được mớ cá ở Hội Giang, Út đem về làm món cá hấp đá vừa lạ miệng vừa ngon. Mọi người cùng nấu với Út nghe. Bình thường đi giăng lưới ở hồ là dính được nhiều cá lắm, mà Út đi ngay đêm trăng sáng nên bắt được ít cá hơn mọi khi. Đi về Út chia thêm cá của mấy chú đi bắt cùng mới được nhiều. Mấy con cá thác lát, cá trắng với cá phi Út đem về là phải mần liền vì nó hỏng sống được lâu. Mớ cá trắng nhỏ Út mần sạch rồi ướp, đặng kho lạt lạt ăn cho ngon. Để nồi cá kho ngọt thanh thì Út đi chặt thêm cây mía lót dưới đít nồi kho. Cái đọt mía Út xách về cho con bò ăn. Lá mía bén vậy mà con bò nhai ngon lành. Còn cây mía thì Út róc vỏ, chặt nhỏ rồi xếp cá lên kho thôi. Bắt nồi lên bếp, Út đổ nước cho ngập cá rồi kho tới khi nước rút hết vô cá là được. Món này kho càng lâu, mía ra nước ngọt thấm vô cá ăn càng ngon nghe. Còn mớ cá phi, Út phi lê ra đặng hấp đá. Cá phi này Út hay ăn muối xả chiên, hỏng thôi là bằm cá chả, mà bữa nay thử đem đi hấp đá cho nó mới. Để làm món này thì Út phi lê cá cho sạch xương rồi đem ướp. Tới mấy con cá thác lát, Út nạo thịt rồi quết cho dai, thêm chút tiêu hành cho thơm nữa là đem đi chiên được rồi. Ở mấy clip trước, mấy chị hay hỏi Út chỗ mua áo bà ba. Mấy cái áo bà ba màu, Út mua chỗ chị Hằng Nguyễn. Út đặt về là vừa y luôn, mà mặc cũng thấy thoải mái nữa. Tên shop Út để ngay bên dưới clip, mọi người bấm vô là thấy à, có nhiều màu và nhiều mẫu lắm. Còn mớ xương cá, Út đem nấu nhừ ra rồi lọc lấy nước. Bỏ miếng dừa cải vô nữa là được tô canh ngon lành. Nhắc nồi canh, nồi cá xuống, Út đi nướng đá cuội. Cái này phải nướng thiệt lâu, đá mới đủ độ nóng làm chín cá. Trong lúc đợi đá nóng, Út đi hái mớ lá lốt hấp chung để cá thơm hơn. Đá nóng rồi thì Út để vô nồi, thêm lá lốt, củ hành và cá lên trên. Xong rồi thêm miếng nước vô và đợi cá chín thôi. Cá làm món này vừa mềm vừa thấm gia vị, ăn lạ miệng mà ngon lắm. Có cá phi mọi người nấu thử hen. Ồ, đã. Thơm, thơm, thơm. Một đỏ mà. Bỏ đây đi nè. Lấy lớp ngọt ra. Dạ, lấy đi cho thì nó mới. Dài. Có bóc lót đồng đoạn không?